Hai cho tôi điểm. Như vậy là hai sẽ được 4 điểm. Trời ơi, đúng lúc hai anh ném thì gió to quá nên bóng bay ra ngoài mất rồi. Cô ơi, bạn hai lấy ba lô hoodie cool của chúng em cô ạ. Trời ạ, cô mỗi chuyện đấy thôi mà các em cũng làm ầm lên thế ạ. Các em không nhớ đây là con của ai à? Là con của hiệu trưởng đấy. Muốn được giống như mình khó lắm đấy, trừ khi các bạn là con của hiệu trưởng giống mình. Các em chép luôn mấy phép tính này vào vở rồi làm cho cô nhá. Vâng ạ. Sao cô lại xé vở của tớ vậy? Cô mà biết cô sẽ phạt tớ đây. Không quan tâm, đi du lịch nào. Chiu. Ném máy bay giấy trong lớp sao? Đây là trò của ai vậy? Gấp máy bay giấy chơi trong giờ học, đó là một hành động vô lễ. Bạn nào vừa chơi trò này nhất định cô sẽ mời phụ huynh lên gặp cô. Thưa cô, Khánh Linh là em hả? Dạ không, em định bảo đó là bạn Hai cô ạ. Bạn còn xé vở của em nữa. Hai là em sao? Dạ vâng, chính là em ạ. Cô muốn gặp ba em khi nào? Để em phải báo với ba ạ. Nếu là của hai anh thì thôi, coi như cô chưa nói gì nhá. Của em này, chơi tiếp đi. Hả? Sao lại vô lý vậy trời? Nếu các cậu muốn không bao giờ bị phạt thì hãy là con của hiệu trưởng nha. Wow, không hổ danh là con của hiệu trưởng. Hai, em giỏi thật đấy. 10 điểm. Vâng ạ. Đến lượt cậu nha. Tớ đá đây. Khánh Linh, tóc xoăn, sao đá bóng mà như buồn ngủ thế? Các em nhìn bạn Hà Anh đây này, đẩy quả tạ 100kg đây. Phải học tập bạn nhớ chưa? Vâng ạ. Khánh Linh đưa đây. Đến lượt cậu đi. Đây. Tớ đây. Đây. Khánh Linh đưa đây. Đến lượt cậu đá mạnh lên. Đá nhẹ như thế này, cô cho mỗi bạn 1 điểm bây giờ. Vâng ạ, vâng ạ. Cái chân phải đá mạnh lên. Như thế này này. Như thế này này. Vâng, vâng ạ. Hai, cẩn thận. Ui, may quá. May quá Hai không sao rồi. Có chuyện gì vậy cô? Cô vừa đỡ cho em một quả bóng với tốc độ bay siêu thần tốc đây. Tí về nhớ bảo ba của em vậy nhá. Tóc xuân, Khánh Linh. Dạ. Hai em còn đứng đó à? Tại cô bảo đá mạnh nên em mới lỡ chân. Em xin lỗi cô ạ. Thôi, không đá bóng nữa. Bây giờ cô cho nghỉ giải lao 5 phút, sau đó thi học bóng rổ cho cô. Yeah, thì nghỉ giải lao rồi. Vâng ạ. Này tóc xoăn, tranh thủ lúc cô cho nghỉ giải lao vào lấy sữa cô được để tiếp thêm năng lượng không? Ok, đi thôi. Hôm nay vận động nhiều nên mình sẽ uống sữa cùn vị sô cô la lớn mạnh để bổ sung năng lượng. Tóc xoăn ơi. Wow, cậu không có sữa cùn và ba lô mới vào full luôn à? Chính xác luôn, tớ là fan ruột của sữa Cun, cho nên tớ không thể bỏ qua bất kỳ món quà nào của Cun đâu. Tớ cũng có ba lô mới của Cun này, đang định khoe với cậu nhưng mà cậu cũng có rồi cho nên chẳng dám khoe nữa. Lo gì, không khoe với tớ thì khoe với các bạn trong lớp mình này. Lớp mình có nhiều bạn chưa có lắm. Đúng rồi, lát nữa tớ sẽ khoe với cả lớp luôn. Thôi, mau uống sữa Cun đi, tớ thèm quá rồi. Đúng rồi, tớ cũng thèm quá. Thơm quá, đang tập xong mà được uống luôn một túi sữa cun bạc, đúng là bay hết cả mẹ luôn. Đúng vậy, đã ngon rồi, lại còn có nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn nữa. Quà gì vậy? Này, nhìn tớ đáng yêu thế, mà sao có khẩu sò vậy? Mau nói đi, cun có những quà tặng gì? À, cun đang có chương trình cùng cun vận động mỗi ngày. Sao nữa? Chỉ cần săn thẻ cun trong mỗi thùng sữa cun dạng túi 110ml sẽ nhận được ngay một thẻ vận động cun như thế này này. À, xong dùng thẻ đó để đổi quà đúng không? Chính xác. Nếu tích lũy được 3 thẻ vận động thì sẽ đổi được một túi cút cun. Còn nếu tích lũy được 6 thẻ vận động thì sẽ đổi được một quả cầm tay cun. Nếu tích lũy được 9 thẻ vận động thì sẽ đổi được một ba lô hút đi cun như ba lô của tớ này. Wow, đẹp xuất sắc luôn. Tích lũy được 10 thẻ vận động thì sẽ đổi được một bóng phản quang cun. Chưa hết đâu, nếu mà săn được thẻ siêu vận động thì sẽ đổi được một đôi giày patin cun. Còn nếu săn được thẻ đặc biệt thì sẽ được ngay một iPad Gen
9 đây. Trời ơi, quà tặng hấp dẫn vậy á. Đúng thế, cậu nhìn này, cả tớ và tóc xoăn đều săn được ba lô hoodie cool rồi nha. Để bọn tôi đeo cho cậu xem. Đây này. Nhìn này, xịn chưa, xịn chưa. Màu sắc và hình ảnh trên ba lô vô cùng đẹp mắt. Ba lô này còn đặc biệt ở chỗ là có mũ che nắng này, ngầu chưa? Đúng là đẹp thật đây. Nhưng sao bây giờ hai cậu mới nói cho tớ biết à? Nhưng mà cậu có hỏi đâu mà chúng tớ nói? Thì không hỏi cũng phải nói chứ. Vì hai cậu bảo muộn nên tớ chưa kịp đổi quà. Bây giờ hai cậu phải đưa hết hai cái ba lô lên cho tớ. Không, không được đâu. Cậu muốn có quà thì phải mua sớm, săn để rồi đổi chứ. Tớ không thích. Tớ muốn ở trường này chỉ mình tớ mới có quà của cô thôi, hiểu chưa? Trả đây. Trả hai ba lô này sẽ là của mình. Trả đây, mau trả đây. Không, tớ sẽ mách cô đây. Mách đi. Có chuyện gì vậy? Cô ơi, bạn Hai lấy ba lô hoodie cool của chúng em cô ạ. Trời ạ, cô mua chuyện đấy thôi mà các em cũng làm ầm lên thế ạ. Các em không hiểu, đây là con của ai ạ? Là con của hiệu trưởng đấy. Thôi, uống nước sữa đi rồi còn ra tập thể dục nữa. Vâng ạ. Thôi, mình đi ngay đổi quà. Mai chúng mình cùng sang đây, tôi lại đổi quà nhá. Tôi biết rồi. Cao thế. Hả? Nghe nghe này, mỗi người chỉ có một lần ném. Ai mà ném trúng sẽ được 10 điểm. Ném trượt thì 1 điểm nha. Sao hôm nay cô làm khó chúng mình thế nhở? Đừng lo, tớ tin là chúng mình sẽ làm được. Người phải lo là anh ấy kìa. Tại vì hai anh thấp hơn chúng mình. Ui, nhìn gì, ba lô của tớ đấy. Đừng nhìn, bắt đầu nha. Người đầu tiên là tóc xoăn. Bắt đầu này. Vâng ạ. Tóc xoăn ơi, cố lên, cố lên. Tóc xoăn, cố lên. Tóc xoăn, cố lên. Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, không khó đâu. Chúc mừng cậu nhá, tóc xoăn làm rất tốt, 10 điểm. Đến nước Khánh Linh nào, đỡ bóng này. Vâng ạ. Khánh Linh cố lên, cố lên. Yeah. Rất tốt, Khánh Linh em cũng được 10 điểm. Bây giờ đến lớp Hà Anh nào. Vâng ạ. Hãy cho tôi nhớ. Như vậy là hai sẽ được 4 điểm. Trời ơi. Đúng lúc hai anh ném thì gió to quá nên bóng bay ra ngoài mất rồi. Hai anh, em được ném lại lần nữa nhá. Nhưng cô ơi, cao quá cô ạ. Cao quá à? Không sao. Cậu dừng lại ngay đi. Đó là bài tập chơi của tớ. Tớ không dùng trừ khi các cậu là con của hiệu trưởng nha. Không thể chịu nổi nữa mà. Không chịu được cũng phải chịu. Minh ơi, cô giáo vào rồi kìa. Tớ sẽ mách cô. Cậu không nhớ chúng mình đã mách bao nhiêu lần rồi à? Có thay đổi được gì đâu. Tớ sẽ mách đến khi nào lấy lại được công bằng thôi. Em đưa cô. Có chuyện gì vậy Khánh Linh? Cô ơi, bạn Hà Anh lấy bài kiểm tra của em. Bạn vào nát rồi ném vào thùng rác cô à. Vậy sao? Hà Anh, có thật như vậy không? Ơ, cô, sao hôm nay cô lại quát em to vậy? Em sợ đấy cô à. Cô đang hỏi em là có đúng như Khánh Linh nói không? Em mau trả lời đi. Dạ, đúng mà. Hả? Sao em dám vào lát bài kiểm tra của bạn? Lên đúng gió cho cô. Oh my god. Cô ơi, cô, em là con gái của hiệu trưởng đó à. Vậy là em chưa biết tin mới rồi. Cô vừa đi họp về, nhà trường vừa quyết định thay đổi hiệu trưởng mới. Hiệu trưởng mới à? Đúng vậy. Từ giờ trở đi, ba của em đã không phải hiệu trưởng của trường mình nữa rồi. Cô bảo sao à? Em không tin đâu, ba của em vẫn là hiệu trưởng mà. Em phải chấp nhận sự thật đi Hà Anh. Và từ giờ sẽ không có một đặc cách nào cho em cả. Em sẽ được đối xử giống như tất cả các bạn ở trong lớp. Vâng ạ. Vậy là từ giờ trong lớp mình không có con gái của hiệu trưởng nữa. Và chúng mình sẽ không sợ bị ai bắt nạt nữa. Chính xác. Yeah. Hà Anh, cậu hãy thử cảm giác bị phạt đi. Và nếu cậu vẫn kiêu ngạo như cũ thì tớ nghĩ cậu sẽ biết đến thêm nhiều kiểu hình phạt hơn đấy. Kệ cậu, cậu lại sợ được đi nào. Vâng ạ. Ui, tớ được 10 điểm này. Tớ cũng được 12 điểm này. Yeah, thế quá. Sao lại thế này được?
cô ơi, sao em lại được có 5 điểm ạ? Em không làm được, tất nhiên là chỉ được 5 thôi. Nhưng mọi lần làm sai, em vẫn được 10 điểm mà. Đấy là khi em là con gái của hiệu trưởng. Còn bây giờ, nếu như em học hành không nghiêm túc thì có thể cuối năm em sẽ ở lại lớp đấy hả anh ạ? Không thể tin được. Làm sao để em khóc cái gì nữa. Từ giờ, cậu sẽ không được thiên vị nữa đâu. Nhanh lên nào các em. Cô sẽ cho mỗi em 10 điểm. Vâng ạ. Chúc mừng hai em nhá. Thế còn Hà Anh đâu rồi? Em không biết. Vừa nãy bọn em chạy được 3 vòng thì bạn ấy mới chạy được nửa vòng thôi cô ạ. A few moments later. Nhanh lên nào anh. Ôi, em mệt quá cô ạ. Hà Anh, em chạy vượt quá thời gian quy định, cho nên em sẽ được 1 điểm. Một điểm mà. Cô thấy em quá lười vận động cho nên sức khỏe mới yếu như vậy đấy. Nếu như em không chịu khó tập luyện thì cô nghĩ môn thể dục này em cũng không qua được đâu. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, mình vẫn chưa quên được. Này đáp sẵn, chúng mình vào lớp đi. Đi. Anh Ninh, tôi có cái này muốn khoe với cậu. Nhìn này. Wow, đây chính là bóng phản quang cụt. Xịn gió thật đấy. Chính xác, khi chiếu đèn vào nó còn phát sáng, đẹp cực luôn. Cậu bảo với tớ là cậu ước có được quả bóng này. Bây giờ có được rồi, sướng nha. Sướng chứ, tớ phải đổi tận 12 cái thẻ vận động mới có được đấy. Chúc mừng cậu nha. Nhưng hạ bớt cái cảm xúc để nhìn qua của tớ này. Ôi, là giày ba tin cun. Cậu đã săn được thẻ siêu vận động hả? Đúng rồi, đẹp chưa? Quay đẹp thế. Đúng là đỉnh. Đỉnh luôn. Mặc dù chưa biết chơi ba tin nhưng từ giờ có đôi giày này rồi, tớ sẽ tập cho mấy đứa trong xóm lác mắt luôn. Thích thật đấy. Tình thoảng cho tớ mượn, tớ tập nữa nhá. Xong tớ sẽ cho cậu đá bóng cùng. Được, chúng mình sẽ chơi cùng nhau vì chúng mình là bạn thân mà. Ok. Là cậu. Lại là cậu à? Đúng rồi, là tớ đây. Khánh Linh, mau giấu đi. Này, sao mỗi lần chúng tớ đổi được quà của Kun là cậu lại xuất hiện vậy? Cậu định lấy quà của chúng tớ tiếp à? Còn lâu nhá. Giờ cậu không phải là con của hiệu trưởng, chúng tớ không sợ cậu nữa đâu. Các cậu cho tớ chơi cùng với được không? Ở lớp chẳng bạn nào chơi với tớ cả, tớ buồn lắm. À, đây là ba lô Kun. Hôm trước tớ lấy của các cậu, hôm nay tớ trả lại cho các cậu này. Ôi, tớ xoăn. Ba lô của mình. Tớ trả lại cho Khánh Linh nhá. Ba lô yêu quý của chị. Này, kể cả trả ba lô thì chúng tớ cũng không cho cậu chơi cùng đâu. Khánh Linh, đi thôi. Tớ xin lỗi các cậu. Vì lúc nào tớ cũng vậy, tớ là con của hiệu trưởng, tớ ngay và bắt nạt các cậu. Này tóc xoăn, tớ thấy Hà Anh đáng thương quá. Hay chúng mình cho Hà Anh chơi cùng đi. Nhưng tớ nghĩ từ giờ Hà Anh sẽ thay đổi đây. Chúng tớ đồng ý cho cậu chơi cùng. Thật lắm, tớ cảm ơn các cậu. Tớ bảo này, từ giờ không phải là con của thầy hiệu trưởng nữa. Cậu phải chịu khó học tập và không ỷ lại vào ai được nữa đâu. Tớ biết rồi. Môn thể dục của cậu cũng rất kém. Nếu cậu không chăm chỉ tập thể dục thì tớ nghĩ không ổn đâu. Tớ biết rồi, nhưng mỗi lần tập thể dục là tớ lại thấy mệt. Không sao đâu, như chúng tớ đây, uống sữa cun và vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày sẽ khỏe ngay. Nhưng mới đầu nếu cậu thấy mệt thì tập nhẹ nhàng thôi. Đừng ạ, tớ sẽ tập cùng cậu. Thật á? Lan đưa, tớ sẽ cho cậu đá thử quả bóng cun mới toanh của tớ. Tớ cảm ơn cậu, lại khoe rồi. À, hôm trước tớ thấy các cậu đổ được quả cun xịn xò quá, nên tớ cũng mua sức cun về và săn được thẻ này ngay. Wow, thẻ đặc biệt. Hà Anh ơi, cậu may mắn thật đấy, săn được cả thẻ đặc biệt luôn. Thẻ này được iPad Gen 9 đấy Hà Anh ạ. Wow, thật á, quả của cun oách thế nhở. Nhưng mà tớ vẫn chưa biết đổi quà như thế nào. Đơn giản mà, cậu chỉ cần đem thẻ này ra các cửa hàng đại lý sữa cun là người ta sẽ đổi cho cậu. Hoặc cậu cũng có thể gọi vào số hotline của tổng đài cun 1900 633 571 là sẽ đổi được ngay. Dễ thế á, tớ biết rồi. Nếu đổi được iPad thật, tất nhiên là thật rồi, thì tớ sẽ tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường mình. Tốt bụng thế nhở. À, giờ tớ phải đi đổi quà ngay đây. Khoan đã, một chúng tớ bảo này, lát đổi sau cũng được. Thời gian chương trình khuyến mại từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022 cơ mà. Vậy tớ phải cất cẩn thận.
Bây giờ chúng mình cùng nhau uống sữa cun rồi vận động với quả bóng của tớ nhá. Ok con dê. À Khánh Linh ơi, trong ba lô tớ có đặt sữa cun trong đấy đấy. Được, để tớ lấy cho cậu nhá. Ngon quá. Anh tớ đây, cho cái này lên, cho cái này lên. Đi lên tớ. Tắm xoan. Tớ tớ tớ. Chạy cho đi. Hai bật đã phải lên, hai cứ lên. Sơn cao lên, ném bổng lên, cố lên hai. Cố lên. Ôi, không sao, làm lại. Cố lên hai. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.